Bên dưới nói nghe danh phát tâm, trí tuệ hiện tiền, có ai không phát tâm? Phát tâm gì? Phát tâm thân cận Phật A-di-đà. Nói cho chư vị biết, phát tâm thân cận Phật A-di-đà, đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Quý vị tự nghĩ xem tâm Bồ Đề là gì? Không phải thành Phật đạo độ chúng sanh sao? Không phải chính là ý này ư? Đến thế giới Cực Lạc thấy Phật A-di-đà, thành Phật đạo độ chúng sanh hoàn toàn đạt được. Trong kinh Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, phát nguyện giảng sanh chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì chúng ta có rất nhiều hoài nghi, có nhiều ông bà cụ ở nông thôn niệm Phật giảng sanh, người ta không biết chữ, không có học hành, chỉ biết niệm câu A-di-đà Phật này, ngoài điều này ra họ không biết gì cả. Vì sao giảng sanh có đoan tướng tốt như thế? Không sanh bệnh, biết trước giờ chết, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Trong kinh này nói rất rõ ràng, phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, họ chưa phát tâm Bồ Đề, sao họ có thể giảng sanh? Câu nói của Đại sư Ngẫu Ích đã khai mở cho chúng ta. Họ nhất tâm cầu tịnh độ, một đời nhất tâm thấy Phật A-di-đà, đây chính là tâm vô lượng Bồ Đề. Họ đã phát nhưng bản thân họ không biết. Quý vị hỏi họ có phát tâm Bồ Đề chăng? Họ nói tôi không biết, tôi có biết gì đâu. Họ không hiểu như thế nào là tâm Bồ Đề. Thật ra họ đã thật sự phát, không phải giả. Cho nên những người này định thế giới Cực Lạc mới gọi là chỉ có chứng được mới biết. Ở đó họ khai ngộ, không còn mê hoặc nữa.